chương trình Điểm hẹn sức khỏe được phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Chương trình được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin sức khỏe chính thống từ các chuyên gia y tế đến từ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu với mong muốn là cầu nối giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng một cách nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tuyến vú là một phần quan trọng trong cơ thể người phụ nữ, đảm nhận nhiều chức năng thiết yếu liên quan đến sức khỏe cũng như là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên thì tuyến vú lại là nơi xảy ra nhiều những cái bệnh lý khác nhau, từ những u tuyến vú lành tính cho đến những cái vấn đề mà mắc nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn như là ung thư vú. Và đối với những cái u tuyến vú lành tính, tuy là không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà những cái bệnh lý này lại gây ra những cái biểu hiện gây khó chịu và ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh. Cho nên là chương trình của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề u tuyến vú lành tính, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị khán giả những cái thông tin cơ bản để cho quý vị khán giả có thể phát hiện sớm cũng như là quản lý tốt hơn và giảm bớt những cái lo lắng về bệnh lý tuyến vú ạ. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì Hoàng Nhi rất hân hạnh được giới thiệu hai vị bác sĩ vô cùng xinh đẹp của khoa khám bệnh sản phụ khoa Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin được hân hạnh giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Thị Uyển Trang, phó trưởng khoa nội trú sản phụ khoa Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Em xin chào bác Uyển Trang ạ. Xin chào Hoàng Nhi. Dạ, xin được hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đỗ Thị Diễm Kiều, bác sĩ khoa cấp cứu sản phòng sanh Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào bác sĩ Kiều. Xin chào Hoàng Nhi. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Uyển Trang cũng như là bác sĩ Kiều đã dành thời gian quý báu đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thì em hy vọng là chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều những cái thông tin hữu ích để cho quý vị khán giả cũng giảm bớt những cái lo lắng về những cái vấn đề về bệnh lý tuyến vú của mình ạ. Dạ, và mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thưa bác sĩ Uyển Trang cũng như là bác sĩ Diễm Kiều, theo như em biết thì bệnh lý tuyến vú là những cái bệnh lý liên quan đến tuyến vú là một trong hai bệnh lý nguy hiểm đối với nữ giới tại Việt Nam. Thì không biết là mình sẽ có những cái bệnh lý tuyến vú thường gặp nào? Em xin mời bác Trang chia sẻ đến quý vị khán giả ạ. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem trực tiếp chương trình livestream tối nay ạ. Cũng xin chia sẻ với Hoàng Nhi cũng như tất cả các quý vị khán giả, thì ở tuyến vú của người phụ nữ có những cái bệnh lý thì nó đi từ đơn giản tới phức tạp, thì bao gồm đó là những cái bệnh lý liên quan tới ác tính, ví dụ như là mình hay nghe nói là đó là ung thư vú đó. Rồi cái thứ hai đó là những cái bệnh lý lành tính, thì bao gồm là viêm nhiễm ở tuyến vú nè, ví dụ như là áp xe tuyến vú, rồi những cái viêm nhiễm khác có liên quan tới nuôi con bằng sữa mẹ, hoặc là những cái viêm nhiễm không có liên quan tới nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh đó cũng có những cái khối u tuyến vú lành tính, ví dụ như là những cái thay đổi sợi bọc tuyến vú, hoặc là những cái bướu sợi tuyến vú nè, rồi có những cái nang vú, rồi cũng như có những cái bệnh lý khác, ví dụ như là nứt nẻ ở đầu núm vú, hoặc là viêm nhiễm ở đầu núm vú, tiết dịch, rỉ dịch, những cái bất thường ở đầu núm vú vân vân. Thì có rất là nhiều cái bệnh lý của tuyến vú mà chúng ta có thể đi từ những cái đơn giản như là hay mình hay gọi là lành tính đó, cũng như tới những cái rất là nguy hiểm, đó là bệnh lý ác tính, là ung thư vú. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Uyển Trang về những thông tin vừa rồi. Thì theo như bác sĩ Uyển Trang chia sẻ thì không biết là những cái nhóm đối tượng nào sẽ có dễ có nguy cơ mắc những cái bệnh về tuyến vú này ạ? Thì em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến quý vị khán giả ạ. Xin chào quý vị khán giả là tham gia livestream hôm nay. Về nói về những cái yếu tố nguy cơ về cái bệnh lý về ung thư vú thì có những cái nhóm đối tượng có nguy cơ ra ung thư vú cao. Ví dụ như những cái đối tượng là những cái phụ nữ trên 40 tuổi, hoặc là những cái phụ nữ người ta có bệnh lý tuyến vú như bác sĩ Trang đã nói, đã trình bày mình đang theo dõi, thì nó vẫn có nguy cơ nó hóa tích. Và những cái bệnh lý một số người mang cái gen đột biến của về cái ung thư vú, như là mấy cái gen về cái di truyền về ung thư vú. Và một cái yếu tố khá là cũng quan tâm là thường mấy vấn đề để cho thường đi khám là những cái người trong cái gia đình trực hệ, những người thân trực hệ người ta có bị ung thư vú hoặc là ung thư buồng trứng. Những người thân trực hệ bao gồm là mẹ nè, chị gái hoặc là dì ruột, là những cái người thường ở trong gia đình, thì những cái người đó mình có mối quan hệ trực hệ vậy thì tỷ lệ ung thư vú nó như người đó cao. Một số cái yếu tố nữa là những người phụ nữ mà không cho con bú hoặc là không có sinh con nè, hoặc là những cái phụ nữ, những cái bạn trẻ mà vậy thì sớm hoặc là mãn kinh quá là muộn trên 55 tuổi, hoặc là sử dụng những cái thuốc nội tiết kéo về dài, nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ ung thư vú. Ngoài ra một cái thuộc về cái môi trường sống nữa, mình tiếp xúc nhiều với những cái chất gây ung thư, hoặc là mình cái lối sống mình hay hút thuốc nè, rồi uống rượu bia nè, thì hoặc là trên cái thể trạng những người mà bị béo phì, hoặc là sử dụng những cái nhiều cái chất dầu mỡ quá
chất béo quá trong cái chế độ ăn của mình, cũng thuộc là nhóm cái đối tượng gây tỷ lệ ung thư vú cao. Dạ, em xin được cảm ơn bác sĩ Kiều về những thông tin vừa rồi. Thì cũng như bác Kiều vừa chia sẻ thì bác Kiều có nhắc đến là u tuyến vú lành tính. Thì không biết là u tuyến vú lành tính là gì và hiện tại ở Bệnh viện Quốc tế Phương Châu của mình có hay gặp những cái tình trạng bệnh u tuyến vú lành tính không ạ? Em xin được mời bác sĩ Trang chia sẻ đến quý vị khán giả ạ. Xin chia sẻ với tới Hằng Nhi cũng như tất cả các quý vị khán giả. Thì cái bệnh lý mà khi mà mình sờ được khối u trên tuyến vú thì cũng không phải lúc nào thì cũng là một khối u ác tính hết á, mà đa phần nó lại là lành tính. Thì nó có thể gặp ở bất cứ cái độ tuổi nào, thì có khi là còn rất là trẻ cũng có thể mình bắt những cái bệnh lý này. Thì khi mà đến khám hoặc là ở nhà thì mình tự sờ thấy một khối u thì mình đến cái cơ sở y tế để mà mình có thể mình phát hiện được, thì người ta sẽ có những cái phương pháp để mà người ta chẩn đoán và xác định được là khối u đó là khối u lành hay là khối u ác. Thì u lành tính ở Bệnh viện Phương Châu gặp rất là nhiều, thì mỗi một ngày là tiếp đón rất là nhiều cái lượt đến khám vì những khối u lành tính này. Thì những khối u này là đôi khi là những nang vú đơn giản, đôi khi là những cái thay đổi sau bọc tuyến vú, và đôi khi đó là một những cái bướu sợi tuyến vú, hoặc là những cái viêm nhiễm nó tạo thành u, hoặc là những cái nang bọc sữa cũ của những người mà người ta đã sinh đẻ cho con bú rồi đó thì nó còn tồn tại. Thì nó tồn tại rất là nhiều dạng. Thì khi mà có một cái khối u thì chắc chắn chúng ta phải đến cơ sở y tế để mà mình xác định được khối u đó nó là có phải lành tính hay không, thì tiếp đó mình mới có những cái phương án mình xử lý được. Cảm ơn bác sĩ Trang về những thông tin vừa rồi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả thân mến, đúng là không phải là cái cứ có những cái u bất thường ở trên ngực của mình thì mình lại cứ nghĩ là ung thư vú. Thì em thấy là người thân bạn bè của em thì khi mà có những cái bất thường như vậy thì hay có những cái hoang mang lo sợ là sợ mình bị ung thư vú, nhưng thật ra là sẽ có nhiều những cái nguyên nhân khác. Cho nên là khi mà mình có những cái bất thường ở ngực thì mình nên là bình tĩnh và mình đến ngay cơ sở y tế uy tín để mà mình có thể thăm khám và mình sẽ có những cái phương án điều trị tiếp theo sớm hơn ạ. Và thì em đang phân vân không biết là cái bệnh lý u tuyến vú lành tính này có điều trị khỏi được hay không, nó có thực sự an toàn hay không ạ? Và mình sẽ có những cái phương pháp chẩn đoán như thế nào ạ? Em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến quý vị khán giả ạ. Về cái sàng lọc về ung thư vú thì hiện tại thì nó có những cái phương pháp sàng lọc, cũng nhiều phương pháp để sàng lọc ung thư vú. Ví dụ mình có hiện tại bệnh viện mình thì có siêu âm nhũ 2D, siêu âm nhũ 3D, mình chụp nhũ ảnh và MRI. Ngoài ra mình còn những cái phương pháp để mình chuẩn đoán khi mà phát hiện ung thư rồi, sau siêu âm phát hiện những cái u vú rồi thì mình có những cái phương pháp để xác định nó lành tính hay nó ác tính. Thì mình có những cái sinh thiết bằng kim nhỏ là FNA, mình có sinh thiết lõi, hoặc là một cái phương pháp mới hiện tại là một cái sinh thiết bằng cái VRBB thì như bác sĩ Trang hồi nãy có trình bày. Dạ vâng, cái mà phương pháp VRBB nghe khá là lạ đối với một cái người ngoài chuyên môn như em, thì không biết là cái phương pháp này là gì ạ? Em xin được mời bác sĩ Trang ạ. VRBB có nghĩa là một cái cụm từ viết tắt bằng thuật ngữ, là đó là cái sinh thiết vú bằng cái phương pháp hút áp lực âm với cái sự hướng dẫn của đầu dò siêu âm. Thì đối với phương pháp này là một cái phương pháp mà mình có thể là mình sinh thiết trọn cái khối u đó. Ví dụ mình phát hiện một cái khối u ở vú, ở tuyến vú, thì có nhiều cái phương pháp sinh thiết giống như là bác sĩ Kiều có chia sẻ đó, là để mình làm sao mình xác định được là khối u này nó lành hay là nó ác. Thì có rất là nhiều cái phương pháp sinh thiết. Thì một trong những cái phương pháp sinh thiết đó là phương pháp mình dùng cái kim để mình đưa vào, mình lấy cái chọn cái khối u đó luôn, rồi từ cái khối u đó mình mới lấy cái mẫu, cái mô đó mình đi mình làm cái giải phẫu bệnh để mình xác định rõ ràng đó là chọn cái khối u đó là nó có ác tính hay không. Dạ, cảm ơn bác sĩ Trang. Thì không biết là em đang băn khoăn là phương pháp này có những cái ưu điểm nào và nó có thực hiện nó có nhanh hay không, nó có đơn giản hay không ạ? Cái cơ bản của cái phương pháp này có nghĩa là một cái phương pháp để mình chẩn đoán. Thì là biopsy mà mình chẩn đoán để mình coi là khối u này nó có thật sự là lành hay không. Khi mà mình làm cái kim nhỏ đó thì mình chọc vào trong khối u thì mình chỉ dùng một cái kim ngắn để mình đưa, mình không thể nào mình lấy trọn khối u rồi. Mình chỉ lấy được một số cái mẫu mô và nó có thể là nó âm tính giả hoặc là nó dương tính giả. Vậy thì còn cái phương pháp mà mình lấy trọn khối u thì thay vì mình phải mổ, mình lấy khối u ra đó, mình mổ một cái đường trên vú thì thường nó sẽ gây ảnh hưởng tới là người ta lo sợ là cái đường mổ nó dài,
Cái thứ hai nữa là cái thời gian nghỉ dưỡng nó phải lâu. Cái thứ ba là bệnh nhân sợ nhất là đau, đúng không? Vậy thì cái phương pháp này nó có cái ưu thế vượt trội, đó là mình dùng một cái đường mổ nhỏ ở trên vú. Mình có thể mình đi những cái đường dấu thẩm mỹ đó để mình lấy trọn cái khối u này. Qua cái cách thức là mình sẽ bào khối u bằng cái dụng cụ ha, dưới cái áp lực hút của cái kim á, và với cái sự hướng dẫn của siêu âm thì tất nhiên nó phải chính xác rồi. Thì ở trên đầu dò siêu âm, ở dưới mình dùng cái kim mình đưa thẳng vào trong khối u, rồi từ đó mình mới lấy khối u từng chút một qua cái kim, rồi mình mới đem cái mẫu mô ra ngoài. Thì mình sẽ lấy trọn khu đó, thì đương nhiên là cái biopsy, cái giải phẫu nó phải chính xác hơn rồi. Cái đó là cái ưu điểm vượt trội. Cái thứ hai nữa là riêng phụ nữ thì lúc nào mình cũng lo lắng là mình lo vấn đề về sẹo. Vậy thì cái này, cái đường mổ chỉ từ khoảng là 3mm thôi, và mình không cần phải may lại, không cần phải khâu lại cầm máu gì hết á. Thì cái đường mổ này rất là nhỏ cho nên nó lành. Thì với cái đường mổ nhỏ như vậy thì nó sẽ hầu như là không có để lại sẹo. Với cái đường mổ nhỏ thì ưu điểm của nó là cái thời gian tiền phẫu nó ngắn, thời gian mổ nó cũng ngắn luôn, rồi thời gian nghỉ dưỡng và hậu phẫu nó cũng ngắn, cho nên là về cái phục hồi của bệnh nhân sẽ rất là nhanh, có thể theo dõi tại nhà, xuất viện ngay theo dõi tại nhà, rồi sau khi mà cái khoảng thời gian mà ổn định rồi thì lành sẹo tốt. Cái đó là cái ưu điểm vượt trội nhất của phương pháp này. Dạ vâng, một cái thông tin vô cùng đáng mừng dành cho các chị em phụ nữ. Nếu như mà mình chẳng may mình có những cái dấu hiệu bất thường thì mình cũng có một cái phương pháp an toàn, thẩm mỹ, và nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Thì không biết là ở Phương Châu chúng ta có đang áp dụng cái phương pháp này không ạ? Trong tháng 8 này thì tin vui là Phương Châu bắt đầu áp dụng phương pháp BBB này để mà mình chẩn đoán và điều trị các khối u tuyến vú lành tính. Dạ vâng, đúng là một cái tin vui dành cho các chị em phụ nữ. Dạ bác Kiều, bác Trang ơi, hiện tại thì trên fanpage của chúng ta các khách hàng cũng đang đặt những cái câu hỏi tương tác rất là nhiều, thì em xin phép được chuyển qua cái phần giải đáp những cái câu hỏi của khách hàng ạ. Câu hỏi đầu tiên từ chị Trúc Mộng Nguyễn. Việc tầm soát sức khỏe bằng chụp nhũ ảnh siêu âm tuyến vú nhiều có ảnh hưởng sức khỏe không bác sĩ? Câu hỏi này thì em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến bạn Trúc Mộng Nguyễn ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trúc Mộng Nguyễn ha. Thì về cái phương pháp mà chụp nhũ ảnh hoặc siêu âm á, thì nó hoàn toàn nó không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chị. Nhưng đó là một cái can thiệp mà sớm và dễ thực hiện, rồi dễ tiếp cận, và có độ chính xác cũng khá cao để mình sàng lọc được những cái dây sàng lọc ban đầu của những cái bệnh lý về tuyến vú. Thì từ đó mình có thể phát hiện sớm và để điều trị những nếu mà nó trường hợp nó có ung thư vú. Thì nên chị cứ tự tin, mình cứ kiểm tra định kỳ thường xuyên thì nó không có ảnh hưởng gì hết, mà nó mang lại nhiều lợi ích cho mình. Dạ vâng, em xin được cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Kiều ạ. Tiếp theo là một câu hỏi từ bạn Băng Thiên. Bạn có một câu hỏi như sau. Em sau sinh bé cho bú đến 12 tháng, giờ con em 4 tuổi, em sờ thấy khối chắc ở gần đầu ti bên phải, vậy em cần phải làm gì ạ? Dạ, một cái vấn đề mà sau sanh. Thì em xin được mời bác sĩ Trang trả lời bạn Băng Thiên ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Băng Thiên. Thì cái những cái khối u mà liên quan tới cái hậu sản hoặc là cái thời gian mà cho con bú á, thì nó rất là nhiều. Và Bệnh viện Phương Châu cũng tiếp đón rất là nhiều cái lượt đến khám vì những cái vấn đề này. Thì sau khi mình xuất viện của mình hậu phẫu hoặc là mình sinh thường rồi á, thì về nhà thì có một cái cơ quan mà nó sẽ không có trở về bình thường sau sinh, đó chính là tuyến vú. Bởi vì mình phải đảm đương cái vai trò quan trọng, đó là mình nuôi con bằng sữa mẹ. Chính vì vậy là có rất rất là nhiều vấn đề nó liên quan tới những cái mà gây khó khăn hoặc là khó chịu cho mẹ bỉm. Thì một trong những khó khăn khó chịu đó chính là sờ thấy những cái khối hoặc là có những cái khối chắc đau hoặc là những cái khối mủ ở trên tuyến vú. Thì cho dù bất cứ là những cái khối gì thì chúng ta cũng nên trở về bệnh viện hoặc là đến cơ sở y tế để mà mình khám, để mình xác định đó là cái gì. Thì thường là có những cái nang bọc sữa nè, hoặc là có những cái viêm nhiễm, những cái đó nó có thể là một cái áp xe ở tuyến vú chẳng hạn, hoặc là những cái mà những cái nang nó còn sót, nó còn tồn tại lại sau khi mình nuôi con bằng sữa mẹ rồi. Thì riêng trường hợp của bạn á, thì khả năng đó là một cái nang bọc sữa, nếu mình không có đeo, không có nhức gì hết. Còn hoặc là những cái mà mình đã ngưng cho con bú rồi, thì khoảng một thời gian sau thì tuyến vú mình nó mới trở về bình thường được. Nhưng mà tuy nhiên cũng có lời khuyên với bạn, đó là khi mình sờ thấy khối chắc hoặc là khối bất thường gì đó ở trên vú mình, thì điều tiên quyết nhất là mình đến bệnh viện để kiểm tra. Thì bác sĩ sẽ chỉ định, sau khi thăm khám rồi sẽ chỉ định một số cận lâm sàng đơn giản để mình chẩn đoán chính xác cho bạn, rồi từ đó có cái phương hướng mình điều trị cho bạn tốt nhất.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Trang về câu hỏi vừa rồi. Một cái vấn đề về tuyến vú của các sản phụ sau sanh đúng là cái vấn đề mà mình hay gặp phải, và riêng đối với khoa hậu sản của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu mình thì cũng hay gặp phải những cái trường hợp này. Và các khách hàng, các sản phụ khi mà sanh tại Phương Châu, khi mà trở về nhà thì nếu như mà có cái vấn đề bất thường gì về tuyến vú của mình thì có thể liên hệ, kết nối trực tiếp với sản khoa cũng như là các bác sĩ thông qua cái kênh Zalo đồng hành, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp đến các bác sĩ để mà mình có thể giải đáp và cùng hỗ trợ. Ngoài ra thì đối với những cái trường hợp mà mình có những cái bất thường ở tuyến vú mà nó đau, nó tiết dịch, hoặc là nó có nguy hiểm hơn thì mình nên đến với cơ sở y tế uy tín để mà mình kiểm tra để phát hiện sớm những cái bất thường ạ. Xin nhắc lại Nhi tí thì cũng chia sẻ với các bạn là bác sĩ Trang hiện tại đang công tác tại khoa hậu sản của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Thì cái vấn đề gặp khó khăn khi nuôi con bằng sữa mẹ thì sẽ xuất hiện trong khoảng là 2 tuần lễ đầu sau khi sinh. Bởi vì khi mà mình có bé, mình giai đoạn đầu nuôi con bằng sữa mẹ thì nó ít nhiều nó cũng sẽ có những cái khó khăn, trở ngại hoặc là những cái trục trặc. Thì thấu hiểu được những cái khó khăn đó của sản phụ thì ở tại bệnh viện là có một cái đội ngũ đó là đồng hành với các mẹ bỉm trong những ngày đầu sau khi sinh để mà có thể hỗ trợ cái chuyện mà nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Bên cạnh đó thì cũng có những cái Zalo đồng hành như Nhi chia sẻ đó, là mình có liên hệ với khách hàng sau khi mà khách hàng đã ra viện rồi có những cái trục trặc khó chịu đó thì mình có thể mình kết nối Zalo để mà các bạn nữ hậu sinh cũng như bác sĩ tại khoa hậu sản mình giải đáp ngay cho khách hàng. Còn những cái mà khó khăn nữa thì sau khoảng thời gian đó thì chúng ta có thể trở về bệnh viện. Rồi một cái mà cũng rất là sâu sát của bệnh viện đó là khi mà xuất viện á, thì có kiểm tra tuyến vú trước xuất viện, rồi 2 tuần sau khi sinh là có kiểm tra tuyến vú lại khi mà mình khám ở cái khoảng thời gian hậu sản nữa. Chính vì vậy là để giải quyết ngắn gọn những cái mà có khả năng xảy ra trong khoảng thời gian này để giúp mẹ bỉm tự tin và nuôi con bằng sữa mẹ một cách an toàn và thuận lợi. Còn qua cái khoảng thời gian này thì có bất cứ vấn đề gì thì các bạn cũng cứ mạnh dạn rồi liên hệ lại với các kênh thông tin của bệnh viện để mà chúng tôi có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất, để các bạn khỏi phải tốn thời gian cũng như là khỏi phải hoang mang, rồi cũng như có những cái lời khuyên mà thực tế nhất đối với từng ca, từng trường hợp bệnh một. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trang ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Trang. Câu hỏi như sau: mẹ em năm nay 51 tuổi, hôm trước đi khám bác sĩ có nói mẹ em có u lành tính tuyến vú. Bác sĩ cho em hỏi mình cần theo dõi và điều trị như thế nào để không chuyển sang ác tính vậy ạ? Hiện tại em đang rất lo lắng, mong bác sĩ trả lời giúp em. Thì câu hỏi này em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến bạn Trang ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trang. Đối với trường hợp mẹ bạn Trang thì hôm nay 51 tuổi thì cũng là một cái nhóm của cái đối tượng vô ung thư vú rồi nha. Thì hiện tại mình đang có một cái u lành tính nữa, thì mình cần phải, hiện tại thì u lành tính mình có thể theo dõi trước. Thì mình theo dõi, mình sẽ tái khám định kỳ mỗi 6 tháng đến năm, mình kiểm tra lại bằng cái siêu âm hoặc là nhũ ảnh, rồi kiểm tra lại định kỳ, kiểm tra lại. Nhưng nếu mà gia đình mình lo lắng về vấn đề về cái u lành tính đó thì giống như bác sĩ Trang chia sẻ, hiện tại bệnh viện mình đang có cái phương pháp vừa để điều trị vừa để chuẩn đoán luôn. Thì khi mình lấy hết khối u đó ra thì mình, một, an tâm mình không còn khối u trong người, mình có, hai là mình để biết được nó không có lành tính hay nó ác tính, thì đó là một vấn đề cũng mà vui mừng để điều trị cho những cái người có cái u lành tính mà cứ lo lắng hoài. Cảm ơn bác sĩ Kiều ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả. Chào hai bác sĩ, chị em năm nay 35 tuổi bị u lành tính thì có cần hút chân không không ạ? Thì em xin được mời bác sĩ Trang chia sẻ đến bạn ạ. Cũng xin chia sẻ với bạn là cũng không phải bất cứ khối u nào mình cũng phải cần can thiệp hết. Thì như bác sĩ Trang đã nói là nó cũng đa phần nó là u lành, chứ không phải ai cũng có nguy cơ ung thư hết trơn á. Tuy nhiên là không, một khối u mình tồn tại trong người, mình sẽ có những cái hoang mang nhất định. Thì bên cạnh những cái mà như chị với bác sĩ Kiều đã chia sẻ là mình phải theo dõi. Theo dõi đó là cái tiên quyết nhất, nó quan trọng nhất. Chứ đôi khi là hôm nay mình có khối u bên phải nhưng mà cũng không loại trừ được đó là 1-2 tháng sau mình xuất hiện là khối u bên trái, đúng không? Hoặc là trên cùng một vú đó rồi, mình can thiệp rồi. Tuy nhiên là khối u nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, trên bất cứ đối tượng nào. Chính vì vậy là cái quan trọng nhất vẫn là những cái theo dõi và tầm soát mà thôi. Nhưng nếu mà chúng ta có những cái lo lắng, những cái băn khoăn như là Kiều nói vậy đó, là nếu mà khối u tồn tại lâu, rồi mặc dù lành tính đó, mà tồn tại lâu,
Rồi cái thứ hai đó là gây cái sự hoang mang, sự lo lắng. Nhiều khi chính vì cái u đó trong người mình cứ mất ăn mất ngủ thì mình thôi mình giải quyết. Thì có nhiều phương pháp giải quyết. Thì một á, là mình có thể là ví dụ như một cái trường hợp là bướu sợi như bạn nói đi ha, thì mình có thể mình phẫu thuật đó, mình phẫu thuật mình lấy cái bướu đó ra. Ví dụ những cái kích thước ví dụ như là 12-15mm hoặc là đôi khi cả những kích thước là 20-25mm. À, thì mình thêm mình phẫu mình lấy trọn khối u đó ra ha, bằng nhiều phương án, có thể là mình mổ hở hoặc là mình xử lý biopsy, mình làm pháp VBP, có nghĩa là hút cái u vú đó dưới cái áp lực chân không và dưới sự hướng dẫn của siêu âm thì mình lấy trọn u ha. Thì có những cái phương pháp để mình điều trị như thế. Thì nhưng mà quan trọng nhất vẫn khẳng định lại với bạn và Nhi đó là mình phải định kỳ và mình theo dõi cái tuyến vú của mình để mình đảm bảo được, chứ không phải là có cái u đó mình lấy ra xong đó là nó an toàn hết. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trang ạ. Một cái vấn đề mà hai bác sĩ của chúng ta liên tục nhấn mạnh trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó chính là không, các chị em phụ nữ không nên để đợi có những cái bất thường, những cái biểu hiện ra cơ thể rồi thì mình mới đi khám, mình mới đi tầm soát, mà các chị em phụ nữ nên có một cái lưu tâm về cái việc mà mình theo dõi cơ thể của mình và mình nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, đúng không ạ? Và lựa chọn một cái cơ sở y tế uy tín để mà mình thăm khám. Và nếu như mình thuận tiện thì mình có thể đến với Phương Châu. Phương Châu có đầy đủ những cái phương pháp để có thể tầm soát, ví dụ như là siêu âm nhũ 3D, chụp nhũ ảnh, cũng như là những cái phương pháp ví dụ như là sinh thiết gì vậy bác Kiều nhỉ? Sinh thiết bằng kim nhỏ. Dạ. Rồi những cái sinh thiết lấy trọn u. Dạ, đây là một cái phương pháp mới mà sẽ được triển khai vào tháng 8 nha các chị em phụ nữ. Và đặc biệt là đến với Phương Châu thì các chị em phụ nữ còn có gặp được bác Trang và bác Kiều nữa. Hai vị bác sĩ rất là tận tâm, hai bác sĩ sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mình trong cái việc mà thăm khám cũng như là theo dõi điều trị ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của bạn Ngọc Đan. Dạ, có phải tầm soát nhũ lúc nào cũng cần chụp nhũ ảnh và sinh thiết không ạ? Em rất là sợ đau. Em sẽ được mời bác Kiều chia sẻ đến bạn Ngọc Đan ạ. Xin chào bạn Đan. Thì về cái tầm soát ung thư vú hồi nãy cũng chia sẻ, mình có nhiều cái phương pháp như là siêu âm và chụp nhũ ảnh. Thì chụp nhũ ảnh thì mình vẫn ưu tiên ở đối tượng trên 40 tuổi mình mới chụp nhũ ảnh. Còn bạn Đan thì có thể bạn trẻ hay gì đó thì mình chỉ cần siêu âm sàng lọc 2D hoặc là 3D để mình sàng lọc trước. Thì nếu cần can thiệp hoặc là để hỗ trợ cái chuẩn đoán siêu âm thì bác sĩ sẽ cho định nhũ ảnh. Còn cái sinh thiết, khi nào mình siêu âm, mình chụp nhũ ảnh, mình phát hiện những cái khối u nghi ngờ nó ác tính, nghi ngờ nó còn chưa có để chuẩn đoán thêm thì bác sĩ mới sinh thiết thôi. Chứ mình tầm soát mình không có lần nào mình cũng sinh thiết ha. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kiều ạ. Tiếp theo là một câu hỏi từ bạn Ngọc Trân. Chào bác sĩ Kiều, bác sĩ Trang. Bác sĩ cho em hỏi, chị em mới sinh xong đang cho con bú thì phát hiện có 2-3 nhân tròn nổi lên ở ngực. Nằm ngửa thì sờ rất rõ, không đau, như vậy thì có sao không ạ? Em xin được mời bác Trang chia sẻ đến bạn Ngọc Trân ạ. Dạ, cái này cũng nằm trong những cái trục trặc khi mà mình nuôi con bằng sữa mẹ đó. Thì nếu mà trước đây bạn không có phát hiện bất cứ khối u nào hết, nhưng mà trong quá trình mà mình nuôi con bằng sữa mẹ thì mình sờ những cái khối mà lục cục ở trên vú, có thể là xuất hiện ở một bên hoặc là xuất hiện hai bên, hoặc là cả hai bên có những cái khối nhỏ nhỏ mà tròn tròn mà như bạn nói vậy đó ha, nó lăn lăn dưới tay, đôi khi đau đôi khi cũng không có gây đau. Thì cái này có khả năng là những cái mà xảy ra khi mình nuôi con bằng sữa mẹ thôi. Thì giống như cái lời khuyên hồi nãy là bác sĩ có nói với bạn á, là một cái thao tác đơn giản đó thôi, đó là chúng ta siêu âm là chúng ta biết rồi đó là cái nang gì và nó có nguy hiểm hay không. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp xử lý kèm theo khi mình chẩn đoán được cái khối đó là cái gì. Nhưng mà cũng bạn đừng có quá lo lắng ha. Thì một cái khối u mà nó xuất hiện mà trong cái khoảng thời kỳ hậu sản cho con bú mà trước đó mình không có phát hiện gì hết thì khả năng nó là lành tính thôi, bạn cứ yên tâm ha. Rồi đến để mà mình giải quyết sớm, ít ra mình cũng nhẹ nhàng, mình cũng không có lo lắng đó là một cái u gì đó hoặc là những cái ác tính gì đó mà nó xuất hiện trong khoảng thời gian này. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Trang ạ. Tiếp theo là một câu hỏi từ bạn Thùy Nguyễn. Bác sĩ cho em hỏi, tuổi em còn trẻ dưới 30 tuổi thì có nguy cơ mắc ung thư vú không ạ? Em xin được mời bác Kiều chia sẻ đến bạn Thùy. Rồi, cái yếu tố nguy cơ hồi nãy bác sĩ cũng đã chia sẻ với các chị em ha. Thì hiện nay cái về cái ung thư hư ngày càng nó càng trẻ hóa đi. Thì hồi xưa nghiên cứu thì nó trên thường là xuất hiện ở trên 40 tuổi, nhưng mà mình cũng không thể nào thực loại trừ những cái bạn trẻ. Ung thư vú ngày càng xuất hiện trẻ hóa ha. Thì những cái đối tượng mà nguy cơ cao thì thường nãy đó, vấn đề về mình có bệnh lý tuyến vú trước nè,
mình có cái gen đột biến, thì nếu mà hoặc là người trong gia đình trong trực hệ mình có ung thư vú, ung thư buồng trứng thì bạn nên đi tầm soát về cái gen bất thường về cái gen mang đột biến ung thư vú, thì thường là những người đó thì tỷ lệ cao hơn. Hoặc là bạn hồi đó bạn có dậy thì sớm quá học, hoặc là bạn có sử dụng những cái thuốc nội tiết thay thế kéo dài, hoặc là môi trường bạn làm việc có tiếp xúc với những cái chất mà nguy hại hay không, thì uống rượu hoặc hút thuốc lá cũng là những cái thuốc chất có nguy cơ. Và cái thể trạng bạn như thế nào, cái nãy có thể trạng mà quá thừa cân thì nó cũng là một cái yếu tố về cái ung thư vú. Nên là bất kể tuổi nào thì mình cũng nên đi sàng lọc về ung thư vú thì nó sẽ đảm bảo được sự an toàn cho mình hơn. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bác bạn Kiều về câu trả lời vừa rồi ạ. Dạ bác Trang ơi, sau những cái ưu điểm mà cái phương pháp VIPP mà bác Trang vừa chia sẻ thì có một câu hỏi từ bạn Thùy Dương như sau: kỹ thuật sinh thiết chân không VIPP có để lại tác hại gì không bác sĩ, và u như thế nào thì điều trị bằng kỹ thuật này ạ? Em xin được mời bác Trang ạ. Xin chia sẻ với bạn thì cái kỹ thuật này cũng như nó mang lại những cái ưu điểm lớn. Bên cạnh đó thì khi mà mình có những cái can thiệp thì tất nhiên nó cũng có một số cái biến chứng, tuy nhiên những cái biến chứng này nó cũng nhẹ nhàng, cũng không có quá nặng nề đối với cái sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà những cái khi bất cứ có một cái can thiệp nào đối với trên cái cơ thể của mình á thì đều phải có những cái chỉ định cho nó rõ ràng chính xác, chứ không phải bất cứ cái khối u nào mình cũng làm cái kỹ thuật này hết nha. Thì như chia sẻ với bạn đó, nó là một cái phương pháp sinh thiết, cho nên là khi có những cái u nghi ngờ thì mình có quyền mình sinh thiết bằng phương pháp này. Bên cạnh sinh thiết đó mình lấy trọn u thì là cái ưu điểm của nó à, mình vừa giải quyết được cái câu chuyện là mình chẩn đoán, mình vừa giải quyết được câu chuyện là mình lấy trọn cái khối u đó luôn ha. Rồi những cái khối u nhỏ, những cái bi vôi hoặc là kể cả những cái ổ áp xe mình cũng có thể mình dùng phương pháp này mình lấy ra được đó. Rồi thì cái chỉ định của nó thì mình cũng nói rõ luôn là không phải bất cứ khối u nào, miễn mình lành tính mình tới mà mình cứ sử dụng phương pháp này hết, mà là mình phải được chẩn đoán và có cái sự hướng dẫn cũng như là tư vấn rất là rõ ràng của bác sĩ là mình sẽ sàng lọc khối u nào nên làm, khối u nào không nên làm. Chứ không phải nói là chị ơi, bây giờ em có một cục u ở trong cơ thể em khó chịu, bây giờ em muốn làm phương pháp này ha, thì không phải tất cả những trường hợp đó mình đều lấy ra hết. Hoặc là những cái nang thì mình theo dõi thôi, mình cứ theo dõi thôi, nó cũng không có ác tính đâu. Những cái nang ví dụ như mà trên vú nó có thể xuất hiện là đơn nang nè, rồi đa nang nè, hoặc là đa nang tuyến vú hai bên luôn, thì mình cũng đâu có can thiệp để làm gì, mình biết nó lành tính rồi mình không có can thiệp ha. Hoặc là những cái khối u quá nhỏ mà lành tính thì thôi mình cứ theo dõi thôi. À rồi những cái trường hợp đó thì mình phải có được cái chỉ định một cách rất là rõ ràng, mà trước khi đó mình phải được thăm khám và mình được giải thích rất là kỹ rồi mình mới áp dụng phương pháp này. Dạ cảm ơn bác sĩ Trang ạ. Dạ kính thưa quý vị, kính thưa quý chị em phụ nữ, thì khi mà chúng ta có những cái bất thường thì các chị em phụ nữ đừng nên quá bâng khuâng về cái việc mà mình sẽ lựa chọn cái phương pháp nào, mà hãy đến ngay cơ sở y tế uy tín để mà mình có các bác sĩ có thể thăm khám và đưa ra cho mình những cái phương pháp phù hợp nhất với mình ạ. Dạ tiếp theo là một câu hỏi về thay đổi sợi bọc tuyến vú hai bên. Câu hỏi như sau là: chào bác sĩ, em thấy đau tuyến vú nên đi khám và siêu âm thì được chẩn đoán là thay đổi bọc sợi tuyến vú hai bên, như vậy thì có nguy hiểm không và cách điều trị là như thế nào ạ? Em cảm ơn bác sĩ. Em xin mời bác Kiều chia sẻ đến bạn ạ. Xin chia sẻ với bạn cái bệnh lý về thay đổi sợi bọc tuyến vú thì là một cái bệnh lý lành tính ở tuyến vú, thì nó thì thường nó sẽ xuất hiện ở những cái lứa tuổi trẻ ha. Rồi cái nó sẽ gây thường nó sẽ gây nó cũng gây đau và nó thường nó thay đổi theo cái chu kỳ gần trước cái chu kỳ kinh của mình. Thì nên những cái thay đổi sợi bọc tuyến vú nó cái giới hạn nó không rõ, và cái mức độ đau nó thì mình chỉ có thể điều trị bằng cách những cái thuốc giảm đau thông thường thôi. Nếu những cái thuốc giảm đau thông thường bạn có thể sử dụng mà nó không có mang lại cái hiệu quả, nó vẫn đau, thì có thể bạn nên đến để bác sĩ thăm khám và bác sĩ kiểm tra lại coi thật sự cái bản chất đó có phải là cái bệnh lý về sợi bọc tuyến vú hay không. Rồi từ đó bác sĩ sẽ chọn cái hướng để điều trị cho bạn. Xin cảm ơn bạn. Dạ xin được cảm ơn bác sĩ Kiều ạ. Một câu hỏi từ bạn Nhi Hồng. Em năm nay gần 40 tuổi, sức khỏe hoàn toàn bình thường, nhưng 2 tuần nay ngực trái em đau bất thường, nhiều lúc đau đến không làm việc được. Em có sờ nắng ngực nhưng không phát hiện có cục u gì cả. Tình trạng của em nên theo dõi thêm hay nên đến bệnh viện thăm khám liền luôn ạ bác sĩ? Em xin được mời bác sĩ Trang chia sẻ đến bạn ạ. Xin cảm ơn bạn. Thì câu hỏi của bạn rất là thiết thực, bởi vì gặp rất là nhiều trên đối tượng phụ nữ.
thì cũng rất là cảm ơn bạn, là bởi vì bạn có một cái chia sẻ với tất cả mọi người, đó là mình tự khám ngực ở nhà. Thì đối với nữ giới thì chúng ta cũng không phải lúc nào mình cũng tới bệnh viện hết, tại vì định kỳ mình tới là tốt lắm rồi. Tuy nhiên ở nhà thì mình phải có một cái là mình sợ, thường là mình sau khi tắm hoặc là trước khi đi ngủ đó, mình nên là có tự khám vú ở nhà ha. Thì cũng bằng những cái thao tác đơn giản là mình ngồi trước gương, rồi mình dùng những cái mô của cái ngón tay ha, để mình sờ của lần lượt theo hình xoắn ốc của một bên ngực, và mình làm tương tự như vậy đối với bên còn lại. Bên cạnh đó chúng ta cũng đưa tay để mình sờ ở cái phần hõm nách để xem có những cái khối bất thường hay không. Thì khi xuất hiện những cái vấn đề bất thường thì tất nhiên là chúng ta đã đến cơ sở y tế để chúng ta làm rõ coi nó là cái gì rồi. Còn đối với những cái trường hợp như bạn, là một là có khả năng là đau mơ hồ ở vú, hay có thể vú trái, có thể vú phải, hoặc là cái thứ hai đó là xuất hiện những cái triệu chứng là có tiết dịch núm vú, hoặc là dịch trong, dịch đục, dịch sữa vân vân ha. Hoặc là đôi khi chúng ta sợ thấy một cái cộm cộm ở trên ngực mơ hồ thôi, mình không có khẳng định là khối, tuy nhiên là có những cái nghi ngờ đó. Thì cũng nói chia sẻ rõ với bạn là những cái đau á, là những cái đau mà một bên, hoặc là đau hai bên, hoặc là đau cũng tương tự như vậy, cũng cùng hai bên ngực á, thì những cái này thì có thể nó là cái biến đổi nội tiết của người phụ nữ mình ha. Nhất là có thể xuất hiện ở giai đoạn là trước, trong và sau khi hành kinh, thì những cái này thoáng qua rồi hành kinh xong mình hết. Tuy nhiên là ở trên cái độ tuổi bạn là 40, bên cạnh đó là gần đây xuất hiện những cái cơn đau, mà cơn đau này là cơn đau nó hơi bất thường, là đau tới mình không có sinh hoạt được, nó ảnh hưởng tới sinh hoạt của mình luôn, thì chắc chắn là mình phải đi kiểm tra rồi. Nhất là đau bên ngực trái, thì bên cạnh tuyến vú nó còn những cơ quan khác nữa, có thể là xương sườn nè, có thể là một cái cơn đau ở thắt ngực bên trái nè, hoặc là ở dạ dày, ở những cái vùng xung quanh đó của bên trái ha, thì bắt buộc mình phải làm rõ chẩn đoán. Riêng về tuyến vú thì mình đơn giản thôi, mình tới bệnh viện thì bác sĩ sẽ thăm khám xem có những cái khối hoặc là cái bất thường hay không, hoặc là những cái mô, những cái vùng nào mà nó gây đau thì mình phải khu trú cái vùng đó lại, rồi mình sẽ có những cái phương pháp mình kiểm tra. Đơn giản nhất đó là siêu âm, rồi có thể là nếu bạn đồng ý luôn thì mình chụp nhiều ảnh, tại vì cái độ tuổi của bạn là trong cái đối tượng chụp nhiều ảnh để tầm soát tuyến vú rồi. Rồi khi mà có những cái hình ảnh học rõ ràng hết đó, thì mình sẽ có cái phương án để mình tiếp cận, mình điều trị, hoặc là mình cho thuốc. Đôi khi chỉ là cho thuốc đơn giản là đã hết rồi, nhưng mà đôi khi nó lại là những cái bệnh lý trầm trọng khác mà tình cờ phát hiện ra. Xin được cảm ơn bác sĩ Trang về những cái thông tin vừa rồi. Và tiếp theo thì có một khách hàng cũng đang thắc mắc về cái phương pháp là siêu âm nhũ 3D, thì phương pháp này có đau hay không, và có mất nhiều thời gian hay không, và đặc biệt là cái chi phí của nó có đắt đỏ hay không ạ. Thì em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến phương pháp khán giả. Thì xin chia sẻ về cái phương pháp nhũ 3D, là cái phương pháp cũng bệnh viện cũng vừa mới triển khai đây, gần đây, và cũng được nhiều cái mà cái khách hàng người ta phản hồi tốt về cái siêu âm nhũ. Nó là cái phương pháp so với cái 2D thì hình ảnh nó được rõ ràng hơn, nó chẩn đoán sâu hơn, và nó hoàn toàn không đau, nó giống như là như mình siêu âm 2D vậy thôi, nó không đau giống như nhũ ảnh mình phải ép cái vú lại. Thì khách hàng rất ưu tiên cũng lựa chọn cái nhũ 3D ở bệnh viện, và cái chi phí nó thì không biết là ở bệnh viện Phương Châu chúng ta có hay gặp những cái trường hợp đó hay không, và bác Trang có cái lời khuyên nào cho chị em phụ nữ trong cái tình huống này hay không ạ? Thì cái tình huống gì chia sẻ rất là thường gặp. Khi mà mình làm nhiều năm rồi mình mới thấy là đôi khi nó có những cái mà nó để lại cái nỗi đau cho những người mà người ta phải gánh chịu những cái mà bất ngờ như Nhi nói ha. Thì đôi khi mình cũng không có cái biểu hiện gì hết á, ung thư vú nó có thể nó âm thầm, nó tiến triển. Thì nhất là cái mùa dịch vừa rồi á, thì mình không có điều kiện để mà mình đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên được. Thì sau cái mùa dịch rồi thì đến chỉ mà để kiểm tra định kỳ thôi, cũng đôi khi cũng không có cộm gì hết á, cũng không có tiết dịch luôn, cũng không hề gây đau, mà chỉ là những cái kiểm tra nhỏ định kỳ vậy thôi đó, mà phát hiện được những cái khối u nhỏ, không có lớn ha. Nếu mà lớn mình là mình đã sờ thấy, mình khám thấy tại nhà rồi. Tuy nhiên là nó vẫn những khối u nhỏ nhưng mà nó vẫn là ung thư nha. Cho nên cái lời khuyên của bác Trang đó là khi mà mình không có bận bịu nhiều, mình có dành một chút ít thời gian đó để mình là phụ nữ mình đi kiểm tra ha. Thì bên cạnh là tầm soát ung thư cổ tử cung đối với những người lập gia đình rồi ha, một số cái ung thư khác của nữ giới, thì mình quan tâm nhất đó là ung thư về tuyến vú.
thì chúng ta những cái kiểm tra này nó hết sức là đơn giản, không có quá tốn kém, và cái những cái bước kiểm tra nó cũng không có mất quá nhiều thời gian của các bạn, thì mình đã có thể mình sàng lọc và tầm soát được ung thư vú rồi. Thì định kỳ đó vẫn là cái lời khuyên mà chân thành nhất của bác sĩ ha. Thì đợi tới chúng ta mà khám thấy một cái khối, một cái cục ha, rồi cộng với những cái mà bất thường như là thay đổi màu sắc da hoặc là tiết dịch ung thư rõ ràng, thì những cái đó đôi khi nó là trễ rồi. Thì định kỳ thì mình cũng chỉ giống như mình kiểm tra sức khỏe thôi. Thì bên cạnh những cái kiểm tra sức khỏe, mình thử máu, mình kiểm tra về đường huyết, mình kiểm tra về mỡ máu này kia đó, thì mình dành thêm một chút xíu nữa dành cho cái tuyến vú nha, để bảo vệ sức khỏe của tuyến vú của phụ nữ. Bởi vì ung thư vú thì cũng như Kiều chia sẻ là một cái ung thư nguy hiểm, và nó cũng phổ biến ở nữ giới. Ở Việt Nam cũng theo thống kê thì có năm 2020 thì có tới 22.000 trường hợp mắc mới, với 9.000 người tử vong vì cái bệnh lý này. Cho nên là vẫn là phải tầm soát và kiểm tra. Thì đôi khi mình ra những cái khối này kia thì các bạn cũng đừng có hoang mang, cũng phải ai cũng là ung thư vú cả. Tuy nhiên mình sẽ có những cái kế hoạch, mình lập ra những kế hoạch nha. Thì bệnh viện cũng sẽ có những cái chương trình, những cái kế hoạch để mà theo bước các bạn quản lý tốt những cái bệnh lý lành tuyến vú, cũng như là chẩn đoán phát hiện sớm những cái ung thư vú. Từ đó mình có cái hướng điều trị, mình lập kế hoạch điều trị và mình theo dõi sát bệnh lý, thì sẽ không có gây quá nhiều tốn kém, cũng như là mang lại cái lợi ích, cũng như bảo vệ sức khỏe của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ Trang. Bác sĩ Trang vừa nhắc đến cái việc mà mình thăm khám định kỳ, thì có một cái câu hỏi từ bạn Thảo Ngân. Bạn đặt ra như sau là: bác sĩ ơi, bao lâu thì cần đi kiểm tra ung thư vú ạ? Kiểm tra bằng những phương pháp nào vậy ạ? Em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến bạn Thảo về cái bao lâu mình đi tầm soát một lần. Thì đối với ấy thì mình nên là từ 6 tháng đến 1 năm mình đi tầm soát một lần để kiểm tra về cái bệnh lý tuyến vú. Thì những cái phương pháp thì để chẩn đoán thì nãy bác sĩ cũng đã chia sẻ, thì cũng nhắc lại bạn. Thì những cái phương pháp thì thường đơn giản, từ những cái đơn giản đến nhất là mình siêu âm tuyến vú nè, rồi chụp nhũ ảnh, là để mình sàng lọc sơ bộ đó. Những cái mình sàng lọc thường quy thì mình sẽ sàng lọc hai cái cận lâm sàng đó trước. Khi mà nó có phát hiện những cái bất thường thì bác sĩ sẽ sử dụng những cái chẩn đoán chuyên sâu hơn cho bạn. Dạ, xin cảm ơn của bạn. Bác sĩ Kiều ạ. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Kim. Em siêu âm nhũ 3D rồi ạ, có bú sợi tuyến, nghi ngờ lành tính tirat 3 thì có cần chọc sinh thiết gì không ạ? Em xin được mời bác sĩ Trang chia sẻ đến bạn có nickname là Kim ạ. Đối với cái kiểm tra nhũ thì cái BRAT ha, còn gọi là BRAT á, thì đó là những cái phân độ để mà mình có những cái mà mình theo dõi cho nó chính xác. Thì đối với cái BRAT 3 á, thì thường nó vẫn là lành tính thôi, nó nghiêng về lành tính. Tuy nhiên á, là nếu mà cái mình đã có một cái chẩn đoán trước đó rồi thì đương nhiên là cái thời gian mình kiểm tra nó phải ngắn lại, chứ không thể nào mình giống như những cái trường hợp định kỳ như bác sĩ Kiều nói được, mà là cái này là có một cái bệnh lý tuyến vú và đã được chẩn đoán, thì cái thời gian theo dõi đó thường sẽ là 3 tới 6 tháng, thì bạn nên kiểm tra lại. Nếu mà không có vấn đề gì á, nó chỉ là thay đổi sự bọc thôi, thì cũng không nhất định là phải sinh thiết. Còn nếu mà nó là một cái khối u, nó xác định rõ là ví dụ như là theo dõi bú sợi hay gì đó, thì có thể có khả năng mình phải chỉ định là mình sinh thiết để mình coi nó có lành tính hay không. Thì khuyên bạn là sau 3 tháng bạn có thể mình trở lại rồi mình kiểm tra lại ha, thì mình coi cái khối u này nó có tiến triển gì không, hoặc là nó có thay đổi bản chất gì không, để mình tiếp tục mình theo dõi và chẩn đoán cho bạn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trang ạ. Tiếp theo là cũng là một cái vấn đề về bướu sợi tuyến vú của một bạn có tên là Lê Anh Nhật. Em bị bướu sợi tuyến vú có sao không bác sĩ? Thì em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến bạn ạ. Về cái bướu sợi tuyến thì cũng như nãy bác sĩ Trang cũng nói, bướu sợi tuyến là một cái bệnh lý thuộc cái nhóm bệnh lý lành tính của tuyến vú. Thì thường đó những bệnh lý lành tính thì mình chỉ cần mình theo dõi định kỳ thôi. Đó như thì có thể là 3 tháng, 6 tháng, hoặc là mình kiểm tra định kỳ để coi nó có sự thay đổi gì đó về kích thước, về cái bề mặt nó không thay đổi không. Thì đó những cái bướu sợi tuyến đó thì mình là lành tính thì mình có thể theo dõi định kỳ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kiều ạ. Tiếp theo là một câu hỏi cũng khá là phổ biến về cái vấn đề mà mình đặt túi ngực các bác sĩ Trang. Là bác sĩ ơi, cho em hỏi, năm nay em 25 tuổi chưa lập gia đình, em muốn đi kiểm tra tuyến vú, trước khi đặt túi ngực thì em phải làm gì ạ? Em xin được mời bác Trang chia sẻ đến bạn ạ. Cũng
xin chia sẻ với các bạn là hiện giờ cái bình đặt túi ngực đó là một cái phương pháp mà thẩm mỹ mà rất là phổ biến, nhất là ở các bạn nữ trẻ thì cũng các phương pháp này thì nó cũng tương đối là an toàn thôi, thì cũng được các bạn chuộng. Cho nên là trước khi mà các bạn đặt túi ngực thì bác sĩ vẫn có lời khuyên, đó là mình nên kiểm tra tuyến vú trước rồi mình hãy quyết định mình đặt túi ngực. Bởi vì là khi kiểm tra tuyến vú là một là mình có thể mình đảm bảo được cái sức khỏe của tuyến vú, mình coi mình có ví dụ như là cái bú lành tính nè, hoặc là mình có những cái tổn thương gì trên vú hay không, hoặc là những cái tổn thương này nó cần được giải quyết trước khi mà mình đặt túi ngực hay không, mình quyết định đặt túi ngực hay không ha. Thì những cái kiểm tra này như đầu chương trình nói tới giờ là nó rất là đơn giản. Thì đối với tuổi các bạn thì đôi khi chỉ cần siêu âm thôi, siêu âm mình kiểm tra coi nó có bất thường gì hay không. Rồi bên cạnh đó là bác sĩ trước khi siêu âm thì đến gặp bác sĩ sẽ có những cái thăm khám, bao gồm là xem coi cái sự phát triển của cái tuyến vú của bạn nè. Cái thứ hai là coi cái những cái hình thể bên ngoài, ví dụ như là núm vú nè, đầu núm vú nè, rồi những cái mô nè, những cái tuyến nè, rồi coi có cái bất thường rỉ dịch hay không nè, rồi có u cục gì ở trên mô hay không. Rồi sau khi có kết quả siêu âm thì mình tổng hợp lại, mình ra được cái chẩn đoán. Thì nếu mà nó đảm bảo an toàn hết thì bạn có thể bạn đi nâng ngực bình thường. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trang ạ. Tiếp theo là một câu hỏi từ một khách hàng. Chào bác sĩ cho em hỏi, em vừa sinh bé thì bị tắc tuyến sữa, em đau lắm, không biết như vậy thì có nguy cơ bị ung thư vú không ạ? Và có cách nào để không bị đau khi cho bé bú không ạ? Thì em xin được mời... Để chị trả lời câu hỏi này. Dạ. Cũng chia sẻ với bạn đó là cái vấn đề của bạn là rơi vô cái tình huống cục hậu sản của chị đang công tác, thì nó gặp cái trường hợp mà tắc tuyến vú rất là nhiều. Đôi khi là một ngày tụi chị phải xử lý cái trường hợp tắc tuyến vú này là tới 5-6 ca. Thì những cái trường hợp mà tắc tuyến vú thì cũng không phải là cái gì mà nó nặng nề hết, cũng không có khả năng gây ung thư vú gì đâu, bạn yên tâm ha. Nếu mà bạn không có bệnh lý vú nào trước đó, rồi hiện tại là mình đang thời gian hậu sản, thì ngày thứ 3, ngày thứ 4 là có hiện tượng lên sữa. Thì hiện tượng lên sữa này nó sẽ gây cái khó chịu nhất định cho những bà mẹ, đặc biệt là những bà mẹ mà nuôi con sau đó. Thì có khả năng là gây là sưng nóng đỏ hoặc là đau ở cái tuyến vú của mình. Rồi khi mà chúng ta giải áp được bằng cách là cho con bú thông hoặc là massage để mà mình làm cho thông tắc tuyến sữa đó, thì mình sẽ giảm được cái khó chịu này. Tuy nhiên có một số ít trường hợp là nó tiến triển thành tắc tuyến. Thì ở vú mình có rất là nhiều cái hệ tuyến, rất là nhiều cái ống tuyến nó đổ vào trong đầu đứng vú, từ đó nó mới tiết sữa cho con bú được. Thì có thể tắc tuyến một bên, có thể tắc tuyến một nhánh, cũng có thể là tắc tuyến lan rộng toàn bộ của cái vùng ngực bên trái hoặc bên phải, hoặc là tắc tuyến cả hai bên luôn. Thì cái này trên lâm sàng sẽ rất là khó chịu. Bạn sẽ một là bạn sẽ rất là đau, cái thứ hai nó là sữa không có chảy ra được, bé không có thể nào bú tốt được hết á. Cái thứ ba nữa là nếu mà tiến triển nữa, nó có thể nó trở thành là viêm vú này, hoặc là cái áp xe vú luôn. Chính vì vậy là ở tại bệnh viện Phương Châu là chúng tôi rất là quan tâm tới cái câu chuyện là để làm sao cho giải quyết được cái vấn đề tắc tuyến của các bạn. Thì có rất là nhiều cái phương pháp để mà mình giải quyết cái vấn đề này. Một là hướng dẫn cho bà mẹ chườm ấm, rồi để mà làm thông được cái tuyến vú. Cái thứ hai đó là hướng dẫn bú đúng cách, để mà em bé có thể ngậm bắt vú được đúng cách, để mình hạn chế tối đa những cái trường hợp mà nó tắc, nó đang rộng. Cái nữa đó là những cái massage tuyến vú để làm sao cho thông tắc được cái tuyến của các bạn, thì ở tại bệnh viện có hỗ trợ. Rồi tiếp theo đó nữa là những cái phương pháp như là mình sẽ có những cái RF hoặc là siêu âm để mà mình làm thông tắc cái tuyến, là ở tại bệnh viện cũng là những cái phương pháp mới để mà mình hỗ trợ, mình giải quyết những cái khó khăn khi gặp phải khi nuôi con bằng sữa mẹ, và đặc biệt nhất là cái tắc tuyến vú này. Thì sau khi mà mình giải quyết được hết thì tới khi các bạn ra viện thì tuyến vú mình nó phải đảm bảo là nó tốt, sữa chảy thông, và hướng dẫn cho các bạn nuôi con bằng sữa mẹ tại nhà thành công. Dạ, xin được cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Trang ạ. Dạ, bác sĩ Trang cũng như là bác sĩ Kiều ơi, hiện tại thì do thời lượng chương trình có hạn cho nên là câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì em xin được mời bác sĩ Trang cũng như là bác sĩ Kiều có đôi lời nhắn gửi đến quý chị em phụ nữ ạ. Em xin được mời bác sĩ Kiều ạ. Xin chào quý chị em phụ nữ. Về cái bệnh lý về cái tuyến vú thì ngày càng phổ biến ở phụ nữ chúng ta, và càng trẻ hóa, nên cái việc tầm soát sớm và để phát hiện những cái bệnh lý khá là quan trọng. Và bằng những cái phương pháp không xâm lấn, đơn giản và nhanh chóng, thì hoặc với cái chi phí hợp lý, thì mấy cái quý chị em có thể sàng lọc sớm những cái bệnh lý về tuyến vú, và nhấn mạnh là việc tầm soát hết sức là quan trọng.
Xin cảm ơn quý anh chị. Xin được cảm ơn bác sĩ Kiều. Em xin được mời bác sĩ Trang gửi đôi lời đến quý vị khán giả. Lời khuyên chân thành của bác sĩ cũng như là lời tâm tình của chị em phụ nữ chúng ta, đó là cái bảo vệ sức khỏe là một cái vấn đề nó hết sức là quan trọng, thì nó sẽ gắn liền với cái hạnh phúc cũng như là cái sự vui vẻ trong cuộc sống của mình. Chính vì vậy là những cái hết sức là đơn giản là chúng ta có thể tự khám vú tại nhà. Rồi khi mà phát hiện những bất thường thì tới ngay cơ sở y tế để chúng tôi có thể hỗ trợ để giải quyết những cái nghi ngờ cũng như những khó khăn của bạn. Rồi bên cạnh đó cũng như Kiều nói là chúng ta phải định kỳ tầm soát để đảm bảo sức khỏe về tuyến vú của chị em phụ nữ chúng mình. Rồi khi có bất cứ những cái mà lo lắng, những cái băn khoăn thì ở Bệnh viện Quốc tế Vương Châu có rất rất là nhiều cái kênh để mà chúng ta một là chia sẻ, hai là đồng hành, thứ ba là để hướng dẫn các bạn có những cái lựa chọn cũng như là có những cái hỗ trợ các bạn tối đa để chúng ta có thể yên tâm bảo vệ sức khỏe cũng như là tìm đến những cái dịch vụ cũng như là những cái mà thăm khám cũng như chẩn đoán cũng như là hỗ trợ điều trị cho các bạn. Một là nhanh chóng, hai là tiện lợi, thứ ba là đồng hành các bạn để mình phải đảm bảo an toàn và cũng như là đơn giản, hiệu quả và thiết thực đối với tất cả chúng ta. Thì cũng qua cái hy vọng là chương trình này cũng giúp ích được cho các bạn một phần nào mạnh dạn chia sẻ để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn để mà đồng hành các bạn cũng như là trong tất cả các loại bệnh tật nói chung và bệnh lý tuyến vú nói riêng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trang và bác sĩ Kiều. Một lần nữa thì em xin được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn bác sĩ Trang và bác sĩ Kiều đã dành thời gian đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng là qua những cái thông tin vừa rồi bác sĩ Trang và bác sĩ Kiều đã chia sẻ thì quý chị em phụ nữ cũng như là quý vị khán giả đã có những cái thông tin cơ bản về cái việc mà mình phát hiện sớm những cái bệnh về tuyến vú cũng như là quản lý tốt căn bệnh này và đặc biệt là giảm bớt những cái lo lắng về căn bệnh tuyến vú. Và một lần nữa xin được cúi chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo ạ.